Quẩy mãi chả hết loa các bác ạ. Quẩy suốt ngày mà không thấy hết loa này. Nản luôn. Em Tuấn báo cáo các bác là tiếp tục này. Làm clip. Thôi clip này em quay nhanh cuối cùng nhé. Con BST này thì báo cáo các bác là có một bác này nhanh chân bác đặt rồi. Em xin lỗi các bác nhưng hôm qua em có báo dòng BST là giá lệch. Có nghĩa là giá mình nhập mình báo như thế là báo tụt đấy. Nhưng mà thôi các bác này bác đặt rồi theo giá hôm qua em vẫn chịu. Rồi, ok rồi, cái BST này của bác bắt đầu chuyển tiền rồi, bỏ riêng, bán nữa. Còn sau đây em sẽ giới thiệu cho các bác xem nào. Từ lô ôm ly này, lô này báo rồi, trở về xuôi. Đây, tiếp tục chào đón các bác đến với lại một đôi loa Mission. Ui dồi đẹp, con kem nhỉ. Mission, con này lại có 5 châm hít nhá, hít ở mặt. Thương hiệu Mission, con này thì báo cáo các bác là dòng cao cấp rồi. Sơn bóng mài piano. Con này 9.900.000 gọi là 10 triệu cho nó nhanh. Thật ra là nó gần như mới luôn. Gần như mới luôn. Đây là dòng loa cao cấp. Đây là một trong những dòng loa cao cấp của bác. Đây là Mission. Mission. Đây gọi đôi Mission nữa. Đấy, được chưa? Sơn piano, đẹp chưa? Đẹp như soi gương. Báo cáo các bác là mới không nói thế nào được là mới nữa. Series này E0002. E0002 series đi. Trùng series luôn. Được chưa? Trùng series luôn ạ. England. Ok chưa bác? Mission SX1 nhá. Màu đỏ Bordeaux. Con này báo cáo các bác là những bác nào những có những căn phòng khách, phòng VIP nhá. Phòng khách, phòng VIP thì đưa những em này vào nhá. Cho những em này vào. Phòng khách, phòng VIP. Nói chung là bác nào có điều kiện thì những em này thì không nói rồi. Đây này, bác nhìn này. Em quay cái độ đẹp cho bác này. Nó nhìn nó bóng còn hơn cả ô tô ấy. Được chưa ạ? Đẹp đến thế này là hết đất. 10 triệu đôi này. 9 triệu 9. Đôi Mission này. Dòng loa Bookshelf cao cấp. Ok chưa? Tiếp tục. Âm ly cuối cùng đi. Tiếp tục sang đến đôi loa này nữa. Nó là đôi loa Calisson. Đấy, bóc ra xốp vẫn còn để nguyên trên mặt cơ mà. Đôi này mức giá 8.900.000 được thiết kế với hai bát nhé, một tép. Chiều cao con này 90 nhé. 1 2 3 4 90 chiều cao con này 90. Con này có bị đây bong một tí lớp cái gọi đây là cái giấy đề can dán đấy. Thật ra những cái này này bên em quay thì em thấy nó có một tí tị em báo thôi, nó chả ảnh hưởng gì trên nóc này. Nhưng mà những bác khác là người ta cái kiểu là người ta dán mẹ tem vào đây đấy bác. Nói thật, nó là sự thật. Em trả dán, báo luôn cho thấy cho nhanh. Cho anh em mình mua bán nó thuận, mua vừa bán nó dễ nhé. Đây là con Calisson. Calisson đọc theo tiếng Việt cứ Celestion chẳng hạn. Calisson. F30, con này bác chú ý hội em là model F30 đấy. Công suất 240W một đôi này. 240W một đôi này, đây 120W một bên. Trở kháng 8 ôm. Con này made in England. Made in England đến từ Anh Quốc. Rồi, các anh vẫn còn nguyên đây. Được chưa? Đây, chân vách loa đằng sau. Còn nó rất là đẹp. Đẹp, chắc chắn, nặng trịch. Con này là 8.900.000. Em nó có bị chấm một tí đây. Giảm cho các bác mấy trăm cho nó sướng thì thật ra là cái đấy nó cũng chẳng cần giảm đâu. Mà thấy thế thì quay lên đây giảm 89 thì để cho các bác 300 đi, còn 86 đi, phát lộc đi. Ok chưa? 86. Tính như thế đấy, nó chả đáng. Sang đến một đôi loa kép 104 S2. Riêng đôi này thì báo cáo các bác là bao phê. Vì trong này nó có hai con súp. Bác nào có những căn phòng rộng nhé, rộng, cần chất bát ấm, mềm, phê thì rước em này về. Và em này thì nó cũng không nhẹ nhé. Khi chuyển một người bê vất vả lắm. Một con này nặng lắm. Vì nó liên quan đến hai con súp bên trong. Hai con súp bên trong. Và mặt trước nó làm lồi ra. Ê căng của nó em đặt đây, căng đấy. Mặt trước nó làm lồi ra. Nó thiết kế với lại hai con chung. Một con tép. Làm lồi ra. Mặt trước nó làm lồi ra ngoài. Đấy. Lỗ thông hơi phía trước. Bác nhìn cái lỗ thông hơi này. Cái lỗ thông hơi này nó còn to hơn cả con chung này. Bác biết thì cái lỗ thông hơi nó lên đến 18, 17, 18. Thì bác biết là tại sao không? Bởi vì là đây. Quay đây bác nhìn thấy đây là một con súp. Con súp trong này gân còn zin nhé. Súp gân còn zin. Và bên trên này một con súp nữa.
trên nền cung súp nữa. À, đôi loa này em đã tháo khui hàng cho bác rồi. Và có nhiều điểm hôm nay em khui hàng cho bác là nó còn nhiều điểm, nó còn rất là zin, nên em không. À, có một bác cũng vừa gọi đặt hỏi hàng này, nhưng mà cái bác này em gọi em xong em mở tin nhắn, em thấy trong kênh của em đã mua một hỏi một vài mặt hàng kỳ kèo, em không bán cho nữa. Ở riêng tính em nói thật luôn câu là em bán hàng em rõ ràng lắm. Tất cả những bác nào mà cò kè hoặc là ăn nói linh tinh, em lưu luôn trên phần mềm luôn, gọi đến báo luôn. Có đắt đến mấy, có đôi này em bán 10 triệu bác giả em 30 triệu không bán. Tính của em là như vậy, bán hàng nó phải thoải mái nhau. Còn cái kiểu mà cò kè thấp nó là dẹp, nói luôn. Tính của em không bao giờ em, tiền thì ai cũng cần thật, nhưng mà không nhất thiết. Thì bây giờ anh em với nhau vui vẻ, thoải mái, phục vụ nhau thì ok lắm, nhiệt tình ấy, thì nó chả sao. Nhưng mà cái kiểu giọng nó cái kiểu khác là mình không sướng. Tính em kinh doanh thật nhưng cũng không phải là vì đồng tiền mà cứ hải hạ thấp mình. Con này bác ơi, con này rơi bớt một bên tem nhé, rơi bên tem nhé. Con này là con KEF model 104-2. Con nhìn này, con này trở kháng xuống đến 4 ohm. Nên là cái đây trở kháng bác nhìn nhá, 4 ohm nhưng trong này nó có 4 ohm là 200W, là trong đấy là có subwoofer và 8 ohm nữa này. Nên là các bác đừng nhìn thấy đọc em đọc 4 ohm mà các bác không lắp được 8 ohm nhé. Đây có 8 ohm này, nhìn chưa? Đấy, made in England. Nghe chưa? Con này các bác cứ search, bác cứ tham khảo chán đi, kể cả trên chính trên kênh của em 20 mấy triệu. Tại sao cái giá em để cho các bác? Bởi vì nó bị rơi một bên tem này, này bác này. Nó rơi một bên tem rồi, được chưa? Còn con này đã có clip khui hàng. Con này em chưa quay. Cái có một cái đồng chí em vừa quay clip trước, chắc đồng chí nhìn thấy em quay con này. Đồng chí cũng hỏi, nhưng mà trong tin nhắn của em là cũng hỏi một số đôi loa xong là kỳ kèo bỏ ngọc bỏ đấy. Cái kiểu khác em không bán nữa, em báo luôn là hủy đơn. Bác nào cần thì em không tin. Em Tuấn nói điêu em là con chó luôn. Em mở nhưng em xin phép em che số điện thoại của người đấy vào nhé. Em vừa nhắn không, bởi vì người ta kỳ kèo. Đây này, có nhìn thấy chưa? Em báo hủy đơn này, gọi con này hủy đơn này. Thôi em che nhé, em chặn luôn. Được chưa? Thì có biết tính em rồi. Này, giàu thì giàu thật nhé, không phải giàu vì một đôi loa. Nói được chưa? Đã mua bán còn đã biết tính nhau sướng, tính em thoáng lắm, sướng tự nhiên em bớt hết tính em. Nhiều bác có cái bác nghĩ, bởi vì có những đôi loa này mình bán cho các bác mình đã hạ rất là thấp, có nghĩa là hạ thấp là gì? Hạ thấp là khai trương hay là khai xuân hay là nhờ chia sẻ bài, mình đã hạ thấp đến nỗi mình lỗ rồi. Hạ thấp đến nỗi mình lỗ, có khi lỗ những đôi như này lỗ 1-2 triệu, nhưng người ta vẫn cứ thích đốt nhà mình, thì những người đấy không chơi được, nên xóa, nên chặn, nên gạch, thế là xong, đúng không ạ? Bán hàng thì báo cáo các bác là vẫn biết là phải phục vụ các bác, nhưng thuận mua vừa bán, chứ em không vì đồng tiền nhiều quá mà em phải lụy. Em không lụy nhá, em sống bằng hai chân chứ em không đi đầu gối, nói luôn không lụy. Xong rồi vào đề luôn, mong là thông cảm nhá, không nghe cái đoạn đấy tua đi. Đây có một cái con này là con nâng tiếng này cho các bác nào karaoke thích chất bát chất chung hay cho từng giải từng vế. Nếu bộ dàn nhà nào hoặc là âm ly nó kém, âm thanh nó kém, thì bác mua con nâng tiếng này về nhé, TA99 nhé, để cho bác 900.000, TA999 nâng tiếng. Con này ở trên các bác ấy vẫn đang bán hơn triệu đấy, 1,3-1,5 triệu nhé, 900.000. Xuống đây con NAD này thì báo cáo các bác là riêng con NAD này em chỉ hạ cho các bác đang 7,9 triệu, em hạ cho các bác 6,9 triệu là với bác nào mua con này chia sẻ bài cho em. Em đã thông báo trên rồi thì em xe Tuấn sẽ không rút lại, cứ để nguyên. Đấy. Bác nhìn qua một lượt em giới thiệu, sau đó em sẽ giới thiệu về sau. Em quay về sau em giới thiệu chi tiết con này đằng sau sau. Con này liếc 2000. Con này giá 11,9 triệu, tất cả đèn tia đèn vu xanh nhá. Giải FM lên đến 108-109 luôn. Con liếc nhá, 11,9 triệu nhá. Con này đẹp như mới. Và xuống dưới cùng này nữa, đó là con Renko R25A nhé. Giải FM cũng đến 108, 6,9 triệu con Renko. Thì sau đây em sẽ ra đằng sau cho bác nhìn về cái thông số của nó. Đằng sau, nhìn thông số nhá. Đây, con NAD7020. Bác nhìn nhá, 7020. Con này chạy điện, bác nhìn này, nó ghi con này Poen 150W.
110 hay 120, 220, 240. Đấy. Thông số cho em cứ đọc. Đây cho bác nhìn này. Thông số nó ghi. Em xem ghi nó ghi cái gì đây. Cầu A, cầu B có hết nhé. Con này có thể làm pre nữa bác nha. Con này có làm pre. Hôm trước có một con, hai con này, hai con model này thì có một con ở trong gần em đây, các bác ấy lấy về làm pre rồi. Con này là pre luôn này nhá, pre nhìn chưa, có làm pre luôn. Các bác nhìn đây, đây là giải anten, các bác có thể gạt anten để bắt sóng radio về phía trước đấy. Các bác nhìn tiếp đi, đấy aux phono. Còn đây nhá, điện thì đã gạt về 220V. Bác nào đang dùng 110 thì bác xoay bác gạt về 110 nhé. Đây đang hiện 220 rồi. Đang dùng điện 220. Đấy, ok chưa ạ? Xuống con dưới này nữa. Con dưới này gọi là con liếc, con liếc. Con này là âm ly của Anh Quốc, Made in England này. Có nhìn chưa? Made in England. Ok chưa ạ? Con liếc, âm ly của Anh Quốc đấy ạ. Con này đang gạt thông số cầu điện đây. Đang gạt về 220 rồi. Ok chưa? 220. 200W. Còn đấy các cầu phía sau cắm này thì nó báo thông số, dùng cầu nào thì cắm thì ấn cầu đấy vào. Đây là cổng của radio FM để anten. Tiếp tục xuống con dưới nữa. Con dưới nữa đó là con này, con dây này rất là lạ. Các nhìn con này nó rất là lạ nhé. Con này made in Switzerland cái gì đây, bác nhìn này. Con này rất là lạ. Con Renko R25 750 AMAT là cái gì đây? Đấy, VA 120V. Ôi giời, nhìn con âm ly lạ hoắc luôn các bác ạ. Lạ lạ ơi là lạ luôn. Đấy. Sang tiếp mà mấy con này nữa, giới thiệu luôn cho nhanh nhé. Tiếp tục con trên cùng đó là con Lukman nhé, con Lukman này. Con Lukman model là 255S. Được chưa? Bác nhìn thông số qua xong em báo giá ngược đằng trước, bởi vì đỡ quay lại. Điện con này đã gạt về cầu 220. Con này có cầu 117 đây, gạt lên này. Gạt rồi ạ, được chưa? Hai cầu, cầu 1, cầu 2 luôn, cầu A, cầu B. Đấy, đây là con Lukman. Chạy 4 sò sắt nhá. 4 sò sắt đây. Xuống tiếp. À con này có phải con Lukman đâu. Con này con gì đây? Con này không phải Lukman, nhìn lại này. Con Lukman phía dưới. Con này là con gì? À con Scott. Con này có Scott nhá. Con này có Scott, Scott. Đây con Scott này. À đây, Scott đây. Đọc lung tung, Scott. Đây, Scott ạ. Có Lukman phía dưới đây, đây mới là Lukman. Lukman L215 nhá. 215. Còn đẹp chưa? Đẹp long keng, có con keng cho bác luôn ạ. 215 bác nhìn chưa? Loa đây. 4 đến 16 ohm cơ. Được chưa ạ? Đây cả chữ Pháp chữ gì đấy? Made in Japan, hai cầu luôn ạ. Xuống tiếp tục con BST này, con BST này báo cáo các bác này, BST ID340. Con BST này, đây các bác nhìn, 340, ok chưa? Và cuối cùng đây là con gì đây? Con này có Saba. Bác nhìn này, bác nhìn tụ to chưa, vật vã chưa? Tụ phấn thật. Con này thì đây, sườn bên sườn của nó cắm ở bên sườn này hết nhá. Thông số bên sườn hết. Đấy, cho về trước cho các bác. Cho về trước này. À, con Scott này là 255S. Có mức giá là 9.900.000. Scott nhá. Đã sờ là còn cốt. Sờ nó phải có cốt nó mới ra được các bạn. Được chưa? Xuống tiếp tục con Lukman L215 6.900.000. Lukman. Dưới dùng con BST có mức giá là 10.900.000. Hai đèn vu to vật vã hai bên. Nhìn con này thiết kế rất là khủng như con Pao luôn. Mặt đẹp 340. Và dưới cùng thì nữa là con này khủng nữa hơn nữa là con Samba 11.900.000. Rồi, chào các bác.